giới thiệu vắn tắt về con đường thành thần của bảy quái đấu la đại lục. Lấy bộ đầu tiên của đấu la đại lục làm cơ sở, tiếp tục viết con đường thành thần của bảy quái sử lai khắc, hy vọng có thể cho bọn họ cùng với mình một kết cục tốt đẹp. Rất nhiều tư nhân, xin đừng đến, hỏi là tôi đúng. Chương 1 Khởi đầu hoàn toàn mới, một Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sơ tin, tàn nguyệt Đường Tam ngồi trên vách đá đổ nát da lăng quan nghe nhạc khúc du dương của thiên đấu đế quốc cùng với thanh âm vui thích của các tướng sĩ, nhìn đối diện một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vốn là ngày đại hỷ thắng lợi, trong lòng đường Tam lại lặng lẽ dâng lên vài phần cảm giác tiêu điều. Xa xa, là tiếng cười nói vui vẻ, trước mắt, lại là da ngựa bọc thay. Một đạo thân ảnh xinh đẹp thoáng hiện ở phía sau đường Tam, khóe môi hắn khẽ nhếch là nàng tới. Người yêu của anh, Tiểu Vũ cô ấy yêu anh ấy đủ để hy sinh mạng sống của mình cho anh ấy hắn yêu nàng yêu đến mức có thể không tiếc bất cứ thứ gì chỉ vì có thể sống lại nàng từ đó vẫn ở bên nhau linh hồn bọn họ đã từng hòa làm một thể là tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh của nhau ca ngươi làm sao vậy tiểu vũ ngồi xuống bên cạnh đường tam kéo cánh tay của hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn cảm thụ được an tâm khiến người ta quen thuộc Đường Tam hơi nghiêng đầu hôn lên mái tóc của Tiểu Vũ, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm tiên thiên ỷ la tỏa ra trên người nàng, trong lòng có thêm chút ấm áp và thỏa mãn. Không có gì, chỉ là... Nội tâm có chút không bình tĩnh mà thôi. Trên tường thành gia lăng quan trống trải, chỉ có hai thân ảnh dựa vào nhau này an ủi lẫn nhau. Trải qua một hồi đại chiến, trong lòng Tiểu Vũ cũng mê man trước nay chưa từng có. Cảnh tượng trước kia cùng mẹ ở trong rừng rậm tinh đấu rõ mồn một trước mắt ngày mẹ chết càng khắc sâu vào sâu trong nội tâm của mình tuy nói sau này có đường tam có sử lai khắc thất quái có liễu nhị long làm bạn nhưng cuối cùng còn thiếu chút gì đó hôm nay bị bỉ đông đã chết võ hồn điện đầu hàng thù của mình rốt cục báo nhưng đường tam cùng tiểu vũ không chỉ không cảm thấy thoải mái ngược lại nội tâm càng thêm nặng nề dưới tường thành dựng một tòa thập phần đơn giản mộ phần thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na quỳ rạp ở trước mộ phần không biết khóc bao lâu thanh âm cũng đã khàn khàn chỉ là trên mặt nước mắt còn không có hông khô đại sư ngồi xổm ở một bên khuôn mặt có vẻ già nua vài phần trong miệng lẩm bẩm đồng nhi từ nay về sau ngươi liền tự do nói xong lại trực tiếp che mặt khóc lên cả người không ngừng run rẩy liễu nhị long đứng ở phía sau đại sư nhìn nam nhân mình yêu nhất giờ phút này trong mắt đều là một nữ nhân khác trong lòng có chút không vui nhưng rất nhanh nàng lại vứt bỏ loại ý nghĩ này mình và Bỉ Bỉ đông đấu lâu như vậy, vô luận trước kia xảy ra chuyện gì, về sau người bồi ở bên cạnh Tiểu Cương sẽ chỉ là Liễu Nhị Long nàng. Đường Tam hơi thở dài, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn chung quy là mềm lòng, Bỉ Bỉ đông hành động hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ, ba mẹ nửa đời này bi kịch đều là võ hồn điện tạo thành. Thế nhưng khi bị bỉ đông ở trước mắt mình hấp hối khẩn cầu mình không nên thương tổn thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na, hắn lại có chút không đành lòng, chung quy bị bỉ đông cũng là một người đáng thương nhìn khuôn mặt bi thương của phụ thân đường tam bất giác siết chặt tiểu vũ trong lòng ngẩng đầu nhìn ánh sáng lốm đốm trên bầu trời hít sâu một hơi vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không giống như phụ thân và phụ thân làm cho nữ nhân mình yêu nhất bị thương tiểu vũ tựa vào ngực đường tam cảm thụ được nhịp tim mạnh mẽ mà có lực của hắn trên mặt nổi lên ngọt ngào giữa bọn họ vĩnh viễn là tâm hữu linh tương như vậy tiểu vũ chúng ta sắp kết hôn rồi anh biết Đúng vậy, chúng ta rất nhanh kết hôn. Đáp lại đường Tam, Tiểu Vũ lại mặc niệm một lần, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đường Tam, sườn mặt của hắn thật đẹp, đây là ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Vũ. Trùng hợp lúc này, đường Tam cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nhu tình. Đường Tam ôm lấy mặt Tiểu Vũ, chậm rãi tới gần. Giờ phút này đầy trời rực rỡ cũng không bằng đôi mắt đối phương, thanh phong minh nguyệt ký thành đầu, hoa mãn lâu, nguyệt như câu. Thanh niên tuấn Mỹ cúi đầu ôm hôn thiếu nữ tuyệt sắc, rằng mồi gắn bó là lời hứa hẹn cả đời. Không biết qua bao lâu, chân trời tản mát ra hào quang màu cam thấp thoáng tận mây, kim quang vạn trượng phun lên phương hướng đại doanh thiên đấu, càng chiếu rọi trên chiến trường thê lương trước mặt đường tam, ánh mặt trời đại biểu cho hy vọng và ấm áp, không chỉ chiếu sáng bóng tối, mà còn chiếu sáng nội tâm mỗi người. Tiểu Vũ, em xem, trời sáng rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng không? Tiểu Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh đường Tam, nắm chặt tay hắn, đây chính là đáp án của nàng. Trong một căn phòng bên trong gia lan quan, Oscar đang lúng cuống thay ninh vinh vinh lau nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt kia tự như trân châu đứt dây làm thế nào cũng không ngừng được. Vinh vinh, con đừng khóc, con như vậy, kiếm gia gia và cốt đầu gia trên trời có linh thiên cũng sẽ đau lòng. Sau khi đại chiến kết thúc, tuyết băng vì thể hiện lòng cảm kích đối với các tông môn, an bại qua long nguyên soái sớm mang theo các đại tông môn tiến vào gia lăng quan mà chính hắn lại cùng một đám tướng sĩ ở trong đại doanh chúc mừng cũng vì an bại công việc liên quan kế tiếp không thể không nói một loạt mệnh lệnh của tuyết băng khiến đường tam càng tới càng cảm thấy tương lai hắn sẽ là một quân chủ thập phần sáng suốt hắn hiểu được cùng tông môn làm tốt quan hệ cũng hiểu được như thế nào trấn an lung lạc lòng quân tại chỉ huy chiến trường lúc càng là có thể vì chính mình sai lầm hành vi mà xin lỗi uu đọc sách www.ukansu.net hơn nửa lúc trước bởi vì tuyết thanh hà, hoặc là nói thiên nhận tuyết quan hệ, hắn có thể giả trang hoàng khố mà không có bị người phát hiện, như vậy trầm ổn tâm tính lại có mấy người có thể làm được đây. Thất bảo lưu ly tông vốn ủng hộ thiên đấu đế quốc, bây giờ trong cuộc chiến với võ hồn điện lại có tác dụng quan trọng. Quan trọng hơn chính là ninh vinh vinh. Tuyết băng bọn họ bao gồm Ninh Phong Trí cũng không rõ ràng lắm Ninh Vinh Vinh chiếm được truyền thừa của cửu thải thần nữ, chỉ bằng vào cửu bảo Lưu Ly Tháp của nàng là có thể thay thế Ninh Phong Trí trở thành đệ nhất phụ trợ hồn sư trên đại lục. Kiếm gia gia, cốt đầu gia gia, các ngươi đứng lên A. Ninh Vinh Vinh hô đến tê tâm liệt phế, gần như muốn té xỉu đi qua, Ninh Phong Trí lẳng lặng ngồi ở phía sau sofa trên, sắc mặt trầm thấp mà nhìn về phía hai cái linh vị, sau khi đại chiến. Ninh Phong Trí mạnh mẽ chống đỡ đã sớm nghiền nát thể xác và tinh thần trực tiếp ngã vào trong trướng lớn. Kiếm đấu la, cốt đấu la làm bạn với hắn và thất bảo lưu ly tông mấy chục năm, trong lòng hắn tràn ngập tôn kính đối với bọn họ, hiện giờ bọn họ chết ở đây, thống khổ của hắn không ít hơn Ninh Vinh Vinh. Người trên chiến trường đều biết, thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Trí, trong một đêm liền bạc đầu. Nguyên bản lóe sáng, mái tóc xám thoạt nhìn cực kỳ mềm mại đã trở nên thuần trắng, hắn chống gậy chống đứng lên, đưa lưng về phía Ninh Vinh Vinh, thanh âm khàn khàn, Vinh Vinh, người chết đã qua đời, ngươi là tông chủ tương lai của cửu bảo Lưu Ly Tông, muốn lấy đại sự tông môn làm chủ. Nói xong, liền sải bước đi ra ngoài, đem phòng để lại cho Oscar cùng Ninh Vinh Vinh hai người. Ninh Vinh Vinh ngã ngồi dưới đất, đã sớm khóc không thành tiếng, Oscar ôm nàng tùy ý nàng khóc, hắn hiểu được tầm quan trọng của hai vị phong hào đấu la này đối với Ninh Vinh Vinh cũng thập phần cảm kích bọn họ dọc theo đường đi trợ giúp sử lai like khắc thất quái, đối với việc bọn họ rời đi, Oscar cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng Ninh Thúc Thúc nói rất đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục tông môn, Vinh Vinh không thể ngã xuống, chính mình càng không thể. Chương 02 Khởi đầu hoàn toàn mới, 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ninh Vinh Vinh lau nước mắt trên mặt lung tung, cố gắng kéo ra một chút mỉm cười, nhìn về phía trước kiếm gia gia, cốt gia gia, vinh vinh không khóc, vinh vinh nhất định sẽ kế thừa di chí của hai vị gia gia, cùng ba và tiểu áo tái hiện phong thái tông môn, để cửu bảo lưu ly tông trở lại huy hoàng ngày xưa. Cô nắm tay Oscar, cả người không tự chủ run rẩy. tiểu áo, con sẽ ở bên cạnh ta phải không? Oscar gắt gao ông Ninh Vinh Vinh vào lòng, cầm đặt trên trán cô, nhẹ nhàng cọ cọ, Vinh Vinh, yên tâm đi, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. Đới lão đại, Trúc Thanh cùng mập mạp bọn họ đâu. Khi nào thì trở về? Oscar lấy tay vỗ nhẹ Ninh Vinh Vinh sau lưng, ý đồ trấn an tâm tình của nàng. Nghe Tiểu Tam nói, bọn họ đã trở về, tin la bên kia xử lý không còn nhiều lắm, thế lực vũ hồn điện chủ yếu tập trung ở gia lăng quan bên này, huống hồ bên kia có đới lão đại ở đây, khẳng định không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi, hy vọng sự lai like khắc thất quái có thể nhanh chóng đoàn tụ. Thân là hồn sư phụ trợ hệ, nàng rốt cuộc không chấp nhận được có bất kỳ người nào rời khỏi bên cạnh nàng bên kia khu vực trung gian giữa thiên đấu đế quốc và tinh la đế quốc trên thiên tinh sơn mạch ba thân ảnh chạy nhanh qua đỉnh núi một nam tử mặc áo choàng màu tím xa xa nhìn về phía thiên đấu đế quốc vẻ mặt lo lắng bộc lộ trong lời nói tốc độ dưới chân không thay đổi dựa sát vào nam tử áo trắng bên cạnh đới lão đại ngươi nói tam ca bên kia hiện tại thế nào chúng ta đi lâu như vậy cũng không biết đám người vũ hồn điện kia có phát động công kích thiên đấu đế quốc hay không đới một bạch nhíu mày vũ hồn điện đê tiện đến mức nào hắn đương nhiên hiểu được nhưng quay đầu nghĩ lại có tiểu tam ở đây hẳn là không có vấn đề gì hơn nữa bên thiên đấu còn có mấy cái phong hào đấu la tồn tại nói như thế nào cũng sẽ không rơi vào hạ phong mới đúng chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng tiểu tam sao được rồi đừng nói nhiều như vậy có tam ca ở vấn đề không lớn chúng ta vẫn là mau trở về cùng mọi người hội hợp đi đái mộc bạch bên người một thân màu đen bó sát người chu trúc thanh nhàn nhạt mở miệng ba người này chính là đới mộc bạch chu trúc thanh mã hồng tuấn đi tới tinh la đế quốc cứu viện tinh la vốn là quân lực cường đại võ hồn điện lại hoàn toàn đặt chiến trường chính ở gia lăng quang cho nên có ba người bọn họ cộng thêm một đám đệ tử hạo thiên tông trợ giúp tinh la đế quốc rất nhanh liền toàn diện chiến thắng phe võ hồn điện ha 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 vậy chúng ta lập tức trở về mã hồng tuấn cùng tiếu một tiếng chân phải đạp mạnh một cái cả người xông thẳng lên trời phía sau giãn ra một đôi cánh màu đỏ rực đới lão đại trúc thanh ta chờ không kịp đi gặp hương hương ta liền đi trước một bước uy mập mạp đới một bạch tức giận dậm chân tức giận biểu môi tên mập mạp chết tiệt này lại dám bỏ chúng ta lại chờ trở lại thiên đấu đế quốc ta nhất định phải tính sổ với hắn chu trúc thanh che miệng cười khẽ ngươi cũng đừng tức giận hắn rời xa hương hương lâu như vậy đương nhiên gấp gáp gặp mặt huống chi mập mạp mới có được một khối hồn cốt có thể không hưng phấn sao thanh âm chu trúc thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức khiến cho thể xác và tinh thần đới mộc bạch đều bình tĩnh trở lại cẩn thận ngẫm lại cũng đúng mã hồng tuấn từ sau khi gầy xuống quả thật so với trước kia thuận mắt hơn nhiều hơn nữa ở trên chiến trường tinh la hắn đánh bại một tên võ hồn điện hỏa thuộc tính phong hào đấu la, chiếm được một khối hồn cốt hỏa diễm anh chiêu khoảng 5 vạn năm, vô luận là niên đại hay là thuộc tính đều cùng mã hồng tuấn thập phần tương xứng. Đới một bạch nhìn chu trúc thanh, giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ lên, ha ha ha, nói cũng đúng, mập mạp bay nhanh như vậy là vì đi gặp người trong lòng. Người trong lòng tôi đang ở bên cạnh, cần gì phải gấp gáp chứ? Đới Mộc Bạch vốn là bộ dạng anh Tuấn Phi phàm, đôi mắt màu hổ phách kia càng câu người hơn nửa lời ngon tiếng ngọt không biết có bao nhiêu tiểu cô nương sẽ bị hắn mê hoặc đây cũng là nơi chu trúc thanh ghét nhất sau khi đến sử lai khắc học viện bất quá nếu như hắn nói những lời này với mình chu trúc thanh tỏ vẻ vẫn rất hưởng thụ nửa canh giờ sau đới một bạch cùng chu trúc thanh cũng chạy tới gia lang quang sử lai khắc thất quái một lần nữa tụ tập đông đủ vinh vinh ngươi không sao chứ chu trúc thanh nhìn ninh vinh vinh nửa tựa vào trong ngực tiểu vũ trên mặt trắng bệch không khỏi lo lắng một trận đường tam kéo đới mộc bạch và mã hồng tuấn qua đơn giản nói một chút chuyện xảy ra sau khi bọn họ rời đi sau khi các ngươi đi kiếm đấu la và cốt đấu la vũ hồn điện đầu hàng đới mộc bạch phẫn nộ rống giận một tiếng võ hồn điện chết tiệt nếu lúc ấy ta cùng trúc thanh ở đây dựa vào u minh bạch hổ cũng có thể ngăn cản một trận đi nếu U Minh Bạch Hổ lúc ấy có thể cùng hải thần đường tam đối kháng một chút thời gian, có lẽ kiếm đấu la cùng cốt đấu la sẽ không rơi vào tình trạng thân vẫn. Thế nhưng trên đời này căn bản cũng không có nếu như, người chỉ có thể nhìn về phía trước không phải sao. Ninh Vinh Vinh cầm tiểu vũ, chu trúc thanh, tay bạch trầm hương, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, cố gắng thu hồi nước mắt trong hốc mắt. Hôm nay trời rất xanh, tự như kiếm khí quanh thân kiếm gia gia làm cho tâm tình người ta thư sướng các ngươi biết không? Cảm giác sống thật tốt, ở cùng các ngươi thật tốt. Đường Tam tiến lên một bước, u u đọc sách trịnh trọng nhìn Oscar, tiểu áo, nếu ngươi dám không tốt với Vinh Vinh, đừng trách huynh đệ ta không lưu tình. Đúng vậy, tiểu áo, nếu ngươi khi dễ Vinh Vinh, ngươi làm đại ca ta sẽ sốt ruột với ngươi. Oscar không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, thật sâu nhìn đới mộc bạch cùng đường Tam, trịnh trọng gật đầu. Một hồi đại chiến gia lăng quang, để cho thất quái thấy được chiến tranh tàn khốc cùng đáng sợ, càng tự mình thể nghiệm sinh ly tử biệt, điều này ở trong lòng thất quái cùng Bạch Trầm Hương đều lưu lại ký ức khó có thể phai mờ. Đường Tam thở dài một hơi, nhìn lá cờ thiên đấu đế quốc đã dương lên trong gia lăng quan, không khỏi lo lắng. Võ Hồng Điện là địch nhân chung của hai nước, hiện giờ địch nhân chung đã không còn tồn tại, như vậy ân ân oán oán của thiên đấu tinh la cũng sẽ được đưa lên nhật trình trong tương lai không xa. Ca, ngươi cũng đừng thở dài hôm nay chúng ta đại bại vũ hồn điện đây là chuyện làm cho người ta hưng phấn nhất chúng ta hẳn là thừa dịp lúc này không có chuyện gì hảo hảo mà ở đấu la đại lục chơi đùa các ngươi nói xem hảo 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 ngươi nói đúng chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt mọi người nói xem oscar đương nhiên muốn mang theo ninh vinh vinh giải sầu đới mộc bạch cùng chu trúc thanh đại khái sẽ hảo hảo ở trong phòng vài ngày đi về phần mã hồng tuấn đường tam ngẩng đầu nhìn hắn một cái phỏng chừng hắn cũng cần một ít cơ hội để hương hương tán thành hắn tuy rằng sau khi hải thần đảo trở về quan hệ của hai người có vài phần tiến triển nhưng sáu quái đều cảm thấy quan hệ giữa bọn họ luôn kém một chút lần này nhân cơ hội này để cho bọn họ hoàn toàn định ra tâm ý là tốt nhất các đồng bọn vũ hồn điện cái này đã từng chúng ta lớn nhất địch nhân đã bị chúng ta đánh bại về sau chúng ta sắp sửa phải đối mặt là hoàn toàn mới bắt đầu chương không trở lại chốn cũ một bạn đang nghe tại truyện chấm audio thất quái sử lai khắc và bạch trầm hương ngồi vây quanh nhau trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn chúng ta lại đi hải thần đảo một lần đi lúc ấy vì thông qua khảo hạch đều không có hảo hảo đi dạo ngoại trừ hải mã thành những địa phương khác chúng ta đều còn chưa xem qua đâu nghe hải mã đấu la nói hải thần đảo có rất nhiều cùng trên lục địa bất đồng đồ vật đâu tiểu vũ kích động đề nghị chuyến đi hải thần đảo lúc trước mình vẫn còn trong trạng thái linh hồn ly thể vẫn chưa nhìn rõ hải thần đảo rốt cuộc là một nơi như thế nào dù sau khi sống lại nghe vinh vinh trúc thanh và hương hương nói qua nhưng rốt cuộc là trăm nghe không bằng một thấy cho nên khi nghe đường tam hỏi mọi người có nơi nào đặc biệt muốn đi hay không tiểu vũ có vẻ đặc biệt tích cực đường tam vỗ vỗ đầu tiểu vũ khóe miệng ý cười càng sâu hải thần đảo là nhất định phải đi bất quá không phải là trạm thứ nhất của chúng ta đi. Có lẽ. Hắn ra vẻ dừng lại, không chỉ nằm ở trong lòng hắn tiểu Vũ ngẩng đầu lên, những người khác cũng lặng lặng chờ Đường Tam nói tiếp. Đường Tam quét mắt một vòng, nhìn hiệu quả đạt tới, liền chậm rãi mở miệng, có lẽ đợi sau khi chúng ta kết hôn, đi nơi đó hưởng tuần trăng mật rất tốt. Bảy người còn lại chia làm hai nhóm một mặt là ánh mắt tán thưởng cùng ngón tay cái lặng lẽ dơ lên của đới mộc bạch oscar và mã hồng tuấn đều hướng về đường tam mà mấy cô gái còn lại cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt tiểu vũ tuy rằng đã sớm đáp ứng đường tam cầu hôn cũng vẫn kỳ vọng có thể gả cho hắn nhưng khi ngày này thật sự sắp đến vẫn là không ngừng thẹn thùng hai gò má như quả táo chín vùi đầu vào trong lòng đường tam nghe tiếng tim đập của hắn mặt tiểu vũ lại càng đỏ hơn người bên cạnh mình là bạn học của nàng ca ca của nàng càng là trượng phu của nàng đường tam ngữ khí mang theo nụ cười ánh mắt cũng là phá lệ chân thành vì ngày này đến hắn đã đợi quá lâu hắn cùng tiểu vũ đã trải qua quá nhiều chuyện hắn chờ không kịp hắn muốn cho toàn bộ người trên đại lục đều biết thê tử của hải thần đường tam là tiểu vũ khụ khụ tiểu tam nghe ý của ngươi là đã nghĩ kỹ nơi chúng ta muốn đi rồi đúng không nhìn dáng vẻ của đường tam và tiểu vũ đới một bạch miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ kỳ thật hắn cũng từng si tâm vọng tưởng, có một ngày Trúc Thanh sẽ ôm hắn làm nũng như vậy, hắn cũng không phải chưa từng đề cập tới, chẳng qua mỗi lần nói xong, đều sẽ có một đôi giày anh dũng hy sinh, dần già, đới một bạch cũng không dám nhắc tới chuyện này nữa. Đương nhiên, chúng ta một đường đi tới, có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, nên cảm tạ nhất người là lão sư viện trưởng bọn họ, mà nên đi nhất địa phương chẳng lẽ các ngươi còn không nghĩ tới sao? Tiểu Tam, ngươi là nói sử lai like khắc học viện áo tư tạp đầu óc rất linh hoạt đường tam nói đến nước này như thế nào cũng nghe rõ đúng vậy học viện sử lai like khắc là nơi giấc mộng của bọn họ bắt đầu cũng là nơi bọn họ nổi tiếng hồn sư giới không phải là học viện sử lai like khắc tráng lệ có bối cảnh hoàng thất thiên đấu mà là học viện sử lai like khắc mở ở thôn trang nhỏ sư phụ nhiều hơn học sinh học viện mà mọi người lần đầu tiên gặp mặt không sai khi thật tiểu vũ nói nghỉ ngơi một thời gian ta đã sớm nghĩ tới ta nghĩ chúng ta có thể về sử lai like khắc học viện một chuyến sau đó lại đi nơi khác trở lại chốn cũ nghĩ đến cũng có một phen cảm xúc khác đi tất cả mọi người đứng dậy tỏ vẻ đồng ý đối với mỗi người bọn họ mà nói học viện sử lai like khắc đều có ý nghĩa khác nhau nếu tất cả mọi người không có ý kiến vậy chúng ta liền nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sáng sớm ngày mai tập hợp trước khi gia lăng đóng cửa ánh mắt đường tam xẹt qua trên người mỗi người, hắn để lại thời gian một ngày, chính là vì mọi người có thể chỉnh đốn lại tâm tình một lần nữa xuất phát. Nhất là Ninh Vinh Vinh, tư vị người thân qua đời không dễ chịu, nhưng đây là cửa ải bọn họ nhất định phải trải qua. Ngày sau vào thần giới, sinh mệnh bị kéo dài, thân nhân bằng hữu trên đại lục cũng sẽ lần lượt rời đi, đến lúc đó nàng nên ứng đối như thế nào? Sau khi mọi người rời đi, đường tam đặt tiểu vũ lên đùi mình, hai tay nắm eo của nàng, nội tâm một mảnh gần sống Tiểu Vũ ôm lấy cổ Đường Tam, một đôi mắt chớp a chớp nhìn chằm chằm hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ có một mình hắn. "Ca, ta yêu ngươi." "Ta cũng yêu ngươi." Tiểu Vũ tới gần, đôi môi anh đào kiều diễm ước ác thẳng tắp đối diện với cánh môi Đường Tam. Môi anh rất lạnh, cũng rất thoải mái. Đây là phản ứng đầu tiên của Vũ Tay trái của Đường Tam từ eo tiểu Vũ hướng lên trên trượt đến đầu của nàng, gắt gao đem nàng chụp về phía mình, cảm giác kia phản phất đem nàng cùng mình hòa làm một thể, hắn thích cô nương trước mắt này sẽ chủ động hôn môi mình, linh hồn này đang lóe hào quang thiếu nữ. Trên tường thành Gia Lăng Quan, Bạch Trầm Hương đi theo sau mẫn đường đường chủ Bạch Hạc, nghe bốn vị đường chủ an bài kế tiếp của đường môn. "Ta nói lão Bạch Điểu, cháu gái ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đã cấp 60 nói là thuần mẫn hệ trẻ tuổi nhất hồn đế cũng không khoa trương chút nào, mấy năm nay cháu trai nhà ta Thái Long cũng là ở dưới mí mắt ngươi, u u đọc sách www.ukansu.net ngươi cảm thấy cháu trai ta thế nào? Bạch Trầm Hương càng nghe càng mơ hồ, Gia Gia gọi mình tới không phải bởi vì mẫn đường kế tiếp phát triển sao? Sao đề tài này nghe có vẻ không đúng nhỉ? Bạch Hạc tay trái lưng ở phía sau, tay phải nhẹ nhàng vuốt trâu, làm như không thèm để ý, Thái Long làm người không tệ, chẳng qua lão Tinh Tinh ngươi vương tay đủ dài a, à, đánh chủ ý lên người cháu gái ta. Bất quá ta đáp ứng vô dụng, còn phải xem Hương Hương nghĩ như thế nào. Dường như có nếu không ám chỉ, Bạch Trầm Hương chỉ cảm thấy bốn vị lão tiền bối do gia gia mình cầm đầu, trực tiếp đem ánh mắt ném lên người mình. Ông nội và ông nội thái thì không cần phải nói, tất nhiên là hy vọng nhận được một đáp án, vẻ mặt xem kịch của ông nội Dương và ông nội Ngưu là chuyện gì xảy ra. Ha ha, cái kia, Thái Long là không tệ, chỉ bất quá, chỉ bất quá. Bạch Trầm Hương trầm mặt, ông nội đột nhiên nhắc tới chuyện này, làm cho Bạch Trầm Hương trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Hơn nữa nội tâm cùng sâu trong đầu đều loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh đỏ rực người khoác hỏa diễm, lưng dương hai cánh. Tuy rằng hắn có đôi khi không chính hình, nhưng là luôn ở thời điểm mình nguy hiểm đứng ra, chẳng ở phía trước mình, lâu như vậy chung quy là ở trong lòng Bạch Trầm Hương gieo xuống hạt giống nho nhỏ. Chỉ có điều, chỉ có điều gì đó hương hương, trước mặt ông nội con cứ nói rõ đi, lão Tinh Tinh tuyệt đối không dám có dị nghị gì. Bạch Trầm Hương ngượng ngùng dậm chân, trực tiếp quay lưng đi. Ông nội thật là, tâm tư nữ nhi sao có thể làm rõ trước mặt nhiều người như vậy. Hương hương, thanh âm quen thuộc kia từ xa truyền đến, Mã Hồng Tuấn cố ý mang theo thanh điệu gọi Bạch Trầm Hương chọc cho bạch hạc cùng ti tan sắc mặt nhất thời xanh mét dương vô địch cùng ngưu cao cũng thu hồi vẻ mặt xem kịch trái lại bạch trầm hương hai mắt nàng sáng ngời gót chân kiển lên cả người đều hơi nghiêng về phía trước một tiếng này của mã hồng tuấn quả nhiên là đúng lúc chương không bốn trở lại chốn cũ hai bạn đang nghe tại truyện chấm audio quả nhiên từ góc tường thành mã hồng tuấn chạy tới đứng trước người bạch trầm hương sau khi gầy hắn mơ hồ cao hơn Bạch Trầm Hương nửa cái đầu, hơi thở Phượng Hoàng toàn thân đem Bạch Trầm Hương súng lại. Phượng Hoàng vốn là hoàng đế vạn điểu, là áp chế tự nhiên trong huyết mạch. Húng chi, sau khi Mã Hồng Tuấn có được khối hồn cốt hỏa diệm anh chiêu, hồn lực từ cấp 93 đột phá đến cấp 94, là người có hồn lực cao nhất trong 6 người ở đây. Hương Hương, sao con không nói một tiếng đã tới, hại ta tìm đã lâu. Bạch Trầm Hương biểu môi, tức giận nói, Hừ, ta tìm ông nội ta đến, nói gì với con? Mã Hồng Tuấn đè thấp thân thể, ánh mắt hướng lên trên nhìn Bạch Trầm Hương, ai nha, Hương Hương, người ta không phải nhớ con sao? Con cũng không biết, mấy ngày ta đi tinh là đế quốc, ta luôn nhớ con à? Mí mắt Bạch Trầm Hương liếc về phía Mã Hồng Tuấn bên cạnh, khóe miệng không thể thấy được dương lên vài phần, tâm tình rất tốt. Tứ Đường Đường chủ đứng ở bên cạnh, đi cũng không phải, ở cũng không phải, nhất là Titan hắn thật sự rất lo lắng mã hồng tuấn nghe được đối thoại vừa rồi từ đó đối với thái long có chút ý tứ không thân thiện gì chú ý thấy bạch trầm hương cũng không tức giận mã hồng tuấn liền đứng thẳng người nhìn về phía mấy người bạch hà bốn vị tiền bối ta tới là để truyền đạt ý tứ của tam ca từ ngày mai thất quái chúng ta cộng thêm hương hương sẽ đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian chuyện của đường môn nghe theo đại sư an bài bất quá ám khí chiến trường nhất định phải lập tức tiêu hủy tuyệt đối không thể lưu lại tai họa ngầm đệ tử lực đường phải ghi chép và bảo vệ tốt không thể một mình lưu giữ điểm này phải thỉnh ti tan đường chủ lưu ý nhiều hơn đệ tử mẫn đường tiếp tục tuần tra xung quanh không nên quá mức buông lỏng tuy rằng vũ hồn điện đầu hàng nhưng cũng không thể cam đoan bọn họ sẽ không dãy dụa đến cuối cùng dược đường và ngự đường chủ yếu là trợ giúp cửu bảo lưu ly tông trùng kiến tông môn chiến dịch lần này kiếm đấu la cốt đấu la thân vẫn là thất bảo lưu ly tông tạo thành thương tổn rất lớn, tình trạng sức khỏe của Ninh Thúc Thúc cũng không tốt lắm, dương vô địch đường chủ yếu chú ý nhiều hơn. Đợi sau khi chiến trường thanh lý kết thúc, mọi người đường môn lập tức trở về, không dừng lại, lại càng không nên tùy ý tiếp nhận phong thưởng của hoàng thất dưới tình huống tam ca không biết. Điểm này, đường tam cùng nhóm lục quái thương thảo thật lâu, tuy rằng đường môn xác thực vẫn được thiên đấu hoàng thất giúp đỡ, hoặc là nói nếu như không có bọn họ ủng hộ to lớn ám khí cùng thế lực của đường môn sẽ không phát triển nhanh như vậy đã mơ hồ có xu thế trở thành đệ nhất tông môn đại lục mặc dù tông chủ đường môn là lam hạo vương vị cực nhân thần nhưng đây chỉ là một thân phận trong đường tam mà thôi độc lập với tông môn hắn hy vọng đường môn tương lai có thể vì chính mình vì quang minh vì chính nghĩa mà chiến tuyệt đối không thể vì thỏa mãn lợi ích của ai mà đi tạo thành phân tranh vô vị mã hồng tuấn nói những lời này dõng dạc vẻ mặt mặt rất có vài phần hào quang thần thánh lúc này hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời trên người phát ra khí tức nóng rực làm cho quan ảnh chung quanh mã hồng tuấn đều có chút hư ảo tràn ngập cảm giác không chân thật tứ đường đường chủ gật đầu đồng ý sau đó ánh mắt nhìn mã hồng tuấn cũng mãnh liệt lần đầu gặp mặt hắn tuy rằng thiên phú hồn lực đều rất tốt nhưng vẫn chỉ là một tiểu mập mạp biết đi theo đường tam hôm nay trải qua một phen lịch lãm hắn cũng trưởng thành có đảm đương có năng lực người ba đường đường chủ khác theo bản năng nhìn về phía bạch hạc bốn người này đã sớm quá mức quen thuộc mã hồng tuấn này ngược lại tình chân ý thiết với bạch trầm hương hơn nửa lúc đi hải thần đảo lịch lãm lão bạch điểu còn giao hương hương cho hắn chiếu cố không chừng trong lòng đã sớm âm thầm định ra đứa cháu rể này đã như vậy vãn bối sẽ không quấy rầy nữa mã hồng tuấn cáo từ bốn người lại dán mặt về phía bạch trầm hương, toát ra một loại biểu tình gần như nịnh nọt, hương hương, ta vừa rồi biểu hiện không tệ đi. Nhìn khuôn mặt trong nháy mắt phóng tới trước mắt mình, bạch trầm hương không chút nghĩ ngợi liền vỗ tay hô qua, tránh xa ta một chút. Nói xong, hai tay giãn đuôi ngựa một chút, ngẩng đầu thập phần cao ngạo rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, bạch hạt cười toe toét, xem ra lão tinh tinh, cháu trai của ngươi không có cơ hội. Titan có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là lão bạch điểu cầu xin mình hỗ trợ thăm dò tâm tư bạch trầm hương một chút không ngờ hiện tại hắn trong ngoài không phải người được rồi sau này có việc đừng tìm ta lão bạch điểu nhà ngươi đúng là qua sông đoạn cầu hừ đi một chút đi mau đừng để ta nhìn thấy ngươi thời gian chuẩn bị luôn trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày hôm sau thời tiết rất tốt đường tam ông tiểu vũ dẫn đầu xuất hiện ở cửa thành áo lam tuấn lãng áo hồng xinh đẹp một đôi bích nhân như vậy vô luận đi tới chỗ nào cũng sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người. Trải qua một đêm khôi phục, Ninh Vinh Vinh trạng thái tốt hơn không ít, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng cũng may ánh mắt đã khôi phục vài phần hào quang. Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương lại tuân theo phong cách đùa giỡn trước sau như một, hai thân ảnh một đỏ một trắng, từ trong da lăng quang xông thẳng lên tận trời, đường tam có đôi khi thật sự rất tò mò. Mã Hồng Tuấn sao có thể mỗi lần đều đụng phải điểm tức giận của Bạch Trầm Hương chứ? Không phải trước kia hắn đã gặp qua rất nhiều cô gái sao? Sao miệng còn có thể ngốc như vậy chứ? Về phần đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh là tổ cuối cùng tới, từ hôm qua sau khi tám người tách ra bọn họ liền về tới phòng của mình, ứng với yêu cầu của đới Mộc Bạch là gian cách âm tốt nhất, xa xôi nhất trong gia lăng quan. Mộc Bạch, Ngươi có thể kéo dài sức lực a, à, kẻ ngốc cũng có thể đoán được hai người ở trong phòng nhất định là làm chuyện gì không thể miêu tả, nhìn hai người đi tới, đường tam nhìn không được mở miệng. Nghe xong lời này, u u đọc sách www.ukansu.net đới một bạch cũng không tức giận, tùy ý khoát tay, dù sao đối với hắn mà nói, đây coi như là một loại tán dương. Tiểu vũ siết chặt cánh tay đang ôm, ngón tay nhéo bên hông đường tam một cái, chọc cho đường tam run rẩy một trận mặt tiểu vũ tức giận biểu môi cánh môi kia tựa như hai quả anh đào khiến đường tam nhìn không được muốn ăn một miếng tiểu vũ oán trách đường tam một tiếng liền rút tay ra giữ chặt trúc thanh cùng vinh vinh lại hướng lên trời hô một tiếng hương hương bốn cô nương tay trong tay đi ở phía trước ninh vinh vinh quay đầu lại nhìn các nam nhân còn dừng lại tại chỗ buồn cười ta nói các ngươi còn không đi là không có ý định đi sao mã hồng tuấn rơi xuống đất từ phía sau trực tiếp nhảy lên người oscar hô to một tiếng, xuất phát. Đới một Bạch cùng đường tam liếc nhau, nhìn nhau cười, xuất phát, trở lại chốn cũ, luôn khiến người ta vui mừng. Trong doanh trướng thiên đấu đế quốc, qua lòng nguyên soái đứng ở phía dưới, đang bẩm báo công tác dọn dẹp chiến trường cho tuyết băng. Khởi bẩm bệ hạ, sau khi kiểm kê chiến trường Gia Lan Quang, tổng cộng phát hiện 8 khối hồn cốt, đều lấy được từ những cung phụng và phong hào đấu la đã chết. Tuyết băng lấy tay chống tráng, nhìn về phía qua long hiện ra trong túi tám khối lưu quan vật thải ẩn chứa thật lớn hồn lực hồn cốt đang ở trong đó qua long ngươi tự mình đem những hồn cốt này đưa đến trong tay lão sư tuyết băng cũng là một hồn sư hắn tự nhiên hiểu được hồn cốt sản xuất có bao nhiêu không dễ dàng ước chừng tám khối hồn cốt đã có thể làm cho không ít người theo đuổi thế nhưng qua long cũng không nghĩ tới tuyết băng sẽ đơn giản như vậy mà toàn bộ giao cho lam hạo vương hơn nữa còn là để cho mình tự mình đi đưa đây không phải là lo lắng trên đường xảy ra vấn đề gì mới an bài như vậy sao?" Qua lông mặt dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, ra khỏi doanh trướng lập tức khởi hành đuổi theo đám người Đường Tam. Tuyết Băng ngồi ở giữa doanh trướng, nắm chặt ngôi vị hoàng đế, hắn biết, chỉ có lưu lại Đường Tam mới có thể bảo trụ tương lai của Thiên Đấu Đế quốc. Chương 05. Trở lại chốn cũ 3. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio mọi người ăn ruột nắm phi hành cực nhanh của Oscar, đi về phía thành Soto. Trên đường đi, núi non, sông ngòi, rừng rậm, đồng bằng, lướt nhanh qua họ, tạo thành một bức tranh năng động. Mã Hồng Tuấn ngửa mặt lên trời, hai tay thoải mái gối sau đầu, ta nói các huynh đệ, chúng ta cần phải nhanh một chút, bằng không hôm nay phỏng chừng cũng không tới được. Đới một bạch tăng tốc tiến lên, hướng về phía mông Mã Hồng Tuấn đá một cước, người này gần đây thật sự là quá kiêu ngạo không hảo hảo giáo huấn một chút hắn cũng tìm không ra phương bắc. Ai u, lực đào của đới một bạch rất mạnh, Mã Hồng Tuấn lại né tránh không kịp, trực tiếp lộn nhào giữa không trung, hắn cố gắng định hướng không cho mình rơi xuống, thấy những người khác còn một khoảng cách mới theo kịp, tiến đến bên cạnh đới một bạch nói, đới lão đại, ngươi không thể nể mặt huynh đệ ta sao? Hương hương còn ở chỗ này mà. Mập mạp, ngươi yên tâm, hương hương chỉ sợ cũng đã thành thói quen chúng ta chiếu cố ngươi như vậy. Tam ca, ngươi như thế nào cũng nói như vậy, người ta, người ta luôn muốn cho hương hương lưu lại một cái uy vũ khí phách ấn tượng nha. Nhìn Mã Hồng Tuấn có chút làm nũng ngữ khí, đường tam nhịn không được cười ra tiếng, chiến tranh kết thúc, khó có được cuộc sống nhàn nhã như vậy, đường tam tâm tình thật tốt, tiểu vũ các nàng cũng đi theo, thấy Mã Hồng Tuấn có chút kinh ngạc vẻ mặt, cũng nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì, mấy người vây quanh Mã Hồng Tuấn cười thành một đoàn. Mã Hồng Tuấn trước kia tuyệt đối là một trong những quả hạnh phúc trong sự lai khắc thất quái, hắn cũng không quá để ý tới những thứ này, dù sao đều là huynh đệ, chỉ là hiện tại hắn dương mắt thoáng nhìn bạch trầm hương. Chỉ thấy nàng cũng đang che miệng hàm ý cười nhìn về phía mình, nhất thời mặt già đỏ lên, cũng không quản giải thích hay là nói bậy, nhắm ngay một khoảng trống liền xông ra ngoài. Ai, mập mạp. Ca, ngươi nói xem chúng ta có phải hơi quá đáng một chút hay không? Mập mạp hắn. Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, đường tam sờ sờ đầu Tiểu Vũ, khẽ thở dài, mập mập cũng chỉ là muốn biểu hiện nhiều hơn trước mặt Hương Hương thôi. Một bạch, Tiểu Áo, sau này chúng ta cũng chú ý nhiều hơn một chút đi. Không ai yêu thất quái sử lai khắc hơn thất quái sử lai khắc. Khúc nhạc đệm nho nhỏ cũng không ảnh hưởng đến tâm tình mọi người, dưới sự trợ giúp của Oscar, tám người thành công trở lại thành phố Tô vào buổi chiều. Vừa đến cửa thôn, năm chữ sử lai like khắc học viện đã đập vào mắt. Hồi ức thoáng chốc trở lại trong đầu. Chúng ta lại trở về. Đới Mộc Bạch dẫn đầu, sải bước đi vào, từ tinh la đế quốc đến thiên đấu đế quốc, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, ban đầu chỉ là vì trốn tránh David, trốn tránh trách nhiệm thân là hoàng tử tinh la, cho đến sau này hắn gặp huynh đệ, gặp lại người yêu, một lần nữa nhặt lên tự tin và vinh quang, không vì tinh la, chỉ vì mình và Trúc Thanh. Đường tam dắt tiểu vũ đi theo sau đới một bạch, nhìn quanh bốn phía, người trong thôn đã dời đi bảy tám phần, lúc trước ngoài ký túc xá cũng đã mọc đầy cỏ dại, tiểu vũ. Đường tam nhẹ gọi tên tiểu vũ, chính là ở chỗ này, bọn họ xác nhận tâm ý của nhau, cũng là ở chỗ này đường tam từ một hồn sư bình thường dần lớn lên thành hải thần. Anh, em ở đây. Ngón tay tiểu vũ và đường tam thập siết chặt, thân mật tựa vào vai hắn, hắn không cần nói thêm gì, tóm lại chỉ cần lúc hắn cần mình nàng vẫn luôn ở đó đối với nàng mà nói nơi này là ngôi nhà thứ hai bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm trong khoảng thời gian ở cùng một chỗ với mọi người là một đoạn lịch trình tràn ngập tình yêu và được yêu của nàng chu trúc thanh không đi theo đới mộc bạch mà một mình tựa vào cửa nhìn năm chữ phía trên lúc trước mình tới nơi này nói là vì trở nên mạnh hơn nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là bởi vì đới mộc bạch lựa chọn nơi này nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy Chu Trúc Thanh hiểu được, mình hoài niệm nhất không phải nhà của tinh la đế quốc, mà là học viện có chút cũ nát trong thôn nhỏ thành tác thác này. Oscar và Ninh Vinh Vinh song song đi vào cửa lớn, tình cảm của bọn họ đối với nơi này cũng khác nhau. Oscar là một cô nhi, từ nhỏ đã sống ở nơi này, đối với hắn mà nói, học viện xét là nơi sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn, từng cọng cây ngọn có nơi này, từng hoa từng cây, đối với hắn mà nói tất cả đều có ý nghĩa phi phàm. May mắn hơn là ở đây anh đã gặp được tình yêu của đời mình, và bây giờ anh có sức mạnh để bảo vệ cô. Phất Lan Đức, ngươi chỉ là một hồn thánh nho nhỏ mà thôi. Đang lúc Ninh Vinh Vinh cảm khái, thanh âm của Mã Hồng Tuấn sâu kín bay tới, trải qua hắn nhắc nhở như vậy, bản sắc tiểu ma nữ của Ninh Vinh Vinh khi mới tới sự lai khắc, ký ức tất cả mọi người hãy còn mới mẻ. Ninh Vinh Vinh xấu hổ đỏ mặt, nếu như không tới nơi này, chính mình có thể sẽ vẫn duy trì thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa đi, không có trưởng thành, nhất thành bất biến. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh không khỏi cảm khái, quyết định lúc trước ba đưa mình tới nơi này thật sự là không thể chính xác hơn. Về phần Mã Hồng Tuấn, cùng mọi người tâm tình lại có chút bất đồng, hắn là trong gia tộc biến dị võ hồn, từ gà mái đến phượng hoàng, đây là hắn chưa từng nghĩ tới biến hóa. Ban đầu hắn căn bản không nắm giữ được hồn lực của mình, may mắn Phất Lan Đức viện trưởng không chê mình, còn dứt khoát kiên quyết thu mình làm đệ tử đích truyền của hắn, mặc dù sau đó Phất Lan Đức nói là vì để cho phượng hoàng võ hồn của mình thay hắn vơ vét của cải, nhưng Mã Hồng Tuấn hiểu được, Phất Lan Đức viện trưởng A, chính là đao tử chủy đậu tâm. Nếu không hắn cũng sẽ không vì tiền đồ của mọi người mà đi tới thiên đấu hoàng gia học viện. Trong số những người ở đây, chỉ có Bạch Trầm Hương đứng tại chỗ, tiếng cũng không được, lùi cũng không được. Trước khi gặp sự lai like khắc thất quái, nàng có đôi khi cảm thấy thiên phú của mình vẫn có thể, nhưng sau khi thấy được thực lực của mọi người, lúc này mới hiểu được vì sao lại gọi bọn họ là sự lai like khắc. Bọn họ không phải người, là quái vật, vô luận là thiên phú, thực lực hay là tâm tính đều là quái vật trong quái vật. Nói không hâm mộ là giả, nhưng cô rất may mắn, hiện tại có thể ở cùng một chỗ với bọn họ, cùng nhau trải qua chuyện tương lai mã hồng tuấn nhìn ra bạch trầm hương xấu hổ chậm rãi bước tới bên cạnh nàng vươn tay chuẩn bị nắm lấy nàng bạch trầm hương nhanh chóng tránh thoát hơn nữa còn tặng kèm một tiếng hư mã hồng tuấn thở dài nói tiếp thất quái chúng ta thật sự đã trải qua không ít mưa gió từ lần đầu gặp mặt đến đại đấu hồn trường thành tác thác từ cuộc thi hồn sư tinh anh cao cấp toàn đại lục đến hải thần đảo lần nào cũng gian nan hiểm trở nhưng chúng ta đều vượt qua bạch trầm hương quay đầu nhìn về phía mã hồng tuấn ánh mắt hắn mang theo hào quang rực rỡ nhìn về phía sáu người phía trước ba cô gái nắm tay đi ở phía trước tay kia của tiểu vũ cứng rắn muốn kéo đường tam đới mộc bạch cũng không cam lòng yếu thế một tay ông cổ chu trúc thanh oscar vốn định nhào tới dưới ánh mắt uy hiếp của ninh vinh vinh chỉ có thể xám xịt đi tới bên cạnh đới mộc bạch chọc cho mọi người bật cười một trận hương hương ngươi xem nếu mọi người chúng ta có thể vẫn như vậy thật tốt à Bạch Trầm Hương mấy năm nay cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ tình cảm của thất quái, nàng trịnh trọng gật đầu, nhất định sẽ, sự lai like khắc thất quái là tuyệt vời nhất. Thanh âm trầm thấp của Mã Hồng Tuấn vang lên bên tai Bạch Trầm Hương, thừa dịp nàng không kịp phản ứng, Mã Hồng Tuấn hôn lên mặt Bạch Trầm Hương một cái, Bạch Trầm Hương xấu hổ phẫn nộ che mặt, phẫn nộ giơ nắm đấm lên, Mã Hồng Tuấn sợ tới mức chạy trối chết, lập tức tách ra sáu người phía trước, bất quá trên mặt hai người đều hiện lên nụ cười ấm áp chương 06. Hồn cốt hấp thu, 1. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm hôm sau, thời tiết ấm áp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người người trong phòng. Đêm qua, tám người ngồi vây quanh bãi đất trống ngoài thôn, đối rượu đương ca, cảm khái biến hóa của mỗi người nhiều năm như vậy. 13 năm, không nghĩ tới chúng ta mọi người còn có thể cùng nhau ở chỗ này đoàn tụ. Đến, tối nay chúng ta không say không về. Đái mộc bạch hét lớn một tiếng, đứng thẳng người, mang theo một vò rượu, cùng ụt ung ụt hai ba ngụm liền uống xong, đem bình ném qua một bên, mảnh vỡ đầy đất. Các huynh đệ, uống đi, hôm nay ai cũng đừng hồng chạy trốn. Nếu luận hào phóng khí phách, đới mộc bạch tuyệt đối là quan tuyệt thất quái. Từ mặt trời chiều ngã về Tây, đến trăng sáng nhô lên cao, tám người một chén tiếp một chén, một vò tiếp một vò uống mạnh, tình cảm vui sướng của gia lăng quan đại thắng bộc lộ trong lời nói. 13 năm cam khổ cùng chung, đồng hội đồng thuyền, tất cả mọi người cảm khái muôn vàng. Oscar có chút say, tựa vào đầu vai Ninh Vinh Vinh, mái tóc bạc thỉnh thoảng lướt qua cổ Ninh Vinh Vinh, chọc cho nàng có chút ngứa ngáy. Hắn nồng nặc mùi rượu, ôm vào rượu không buông tay, vỗ bàn hướng về phía mọi người nói, "Ai, các ngươi nhìn xem Tiểu Tam, vẫn thay Tiểu Vũ che rượu đây. Đây mới là chân ái." Mã Hồng Tuấn uống cũng hơi nhiều, chống bàn lão đảo đi tới bên cạnh Oscar, chỉ vào Ninh Vinh Vinh nói, sao cậu không uống thay Vinh Vinh, hai người không phải là tình yêu đích thực sao? Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này chính là thích nói đùa, bất quá nói đi cũng phải nói lại, mập mạp nói cũng không phải không có lý, đới một bạch cho tới bây giờ chưa từng giúp mình đỡ rượu, nghĩ tới đây, vẫn phẫn uất liếc mắt nhìn đới một bạch bên người vẫn thoải mái chè chén như trước một cái. Đường tam bên này ngăn Mã Hồng Tuấn rót rượu cho Tiểu Vũ, bên kia ông đới mộc bạch mạnh mẽ xoay đầu hắn về phía chu trúc thanh ánh mắt đới mộc bạch có chút mê ly cổ áo mở rộng khóe miệng mang theo nụ cười tà mị hắn đưa tay kéo chu trúc thanh qua một tay đưa nàng vào trong ngực bởi vì động tác có chút thô bạo chén rượu trong tay chu trúc thanh bị đánh đổ vạt áo ướt một mảng lớn đường tam cười cười hắn muốn kỳ thật chính là hiệu quả này như vậy đới mộc bạch cũng sẽ không lôi kéo chính mình uống rượu mà dẫn đến chính mình không rảnh bận tâm tiểu vũ bên này tình huống. Hơn nữa, đường tam cũng cất giấu tiểu tâm tư của mình, hắn nhìn về phía tiểu vũ, thay nàng thu lại quần áo, ba chén hai chén rượu nhạt, chọc cho tiểu vũ hai má ửng đỏ, ánh mắt mông lung, khóe môi lưu lại vết rượu giống như có một loại ma chú nhiếp nhân tâm phách, hấp dẫn đường tam từng bước tới gần nàng. Chật chật chật, tiểu áo ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem mấy người này, thật sự là. Mã Hồng Tuấn cầm ly rượu, trận trắng mắt lui về chỗ ngồi rõ ràng là đi khuyên rượu như thế nào ăn một miệng nga không ăn hai miệng thức ăn cho chó đâu đường tam cùng tiểu vũ song song trên người khoác một cái áo khoác hắn nhẹ nhàng vỗ về bên hông tiểu vũ vòng eo mềm mại không khỏi làm cho đường tam một trận tâm viên ý mã chủ động nên đón môi anh đào của tiểu vũ lỗ tai thỏ trên đầu tiểu vũ khẽ run rẩy theo hô hấp của đường tam đông đưa lên xuống gương mặt tự như dính hai cánh hoa sầu riêng kiều diễm ướt ác. Động tác của đường tam rất nhẹ nhàng, sợ làm đau tiểu vũ, nhưng trái lại đới một bạch phía sau, liền nóng nảy hơn rất nhiều, chu trúc thanh trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, bốn môi tiếp xúc, tràn đầy tình yêu, khiến mã hồng tuấn không nói gì chính là, tay đới lão đại rất không thành thật, một mực chạy trốn sau lưng trúc thanh. Đây tuyệt đối là giết người tru tâm. Mã Hồng Tuấn không nghĩ ra từ nào khác để hình dung bất quá cũng may tiểu áo đang ở cùng mình tiểu áo tiểu áo suỵt mập mập cậu nói nhỏ một chút tiểu áo ngủ rồi oscar ông ninh vinh vinh không buông tay trong lúc ngủ còn thỉnh thoảng cò cò mặt ninh vinh vinh phi một đám trọng sắc khinh hữu mã hồng tuấn tức giận đá ngã ghế tức giận nhìn bạch trầm hương sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương lập tức quay đầu lại nặng nề thở dài quên đi quên đi tôi cũng mặc kệ trở về ngủ đi, để bọn họ ở đây đợi đi. Mã Hồng Tuấn đứng lên, đi về phía ký túc xá ban đầu, lại chỉ chỉ bên kia, nói với Bạch Trầm Hương, bên kia chính là ký túc xá nữ, cô tự qua đi, xem tình huống có thể bọn họ sẽ không trở về. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói mắt đánh thức Mã Hồng Tuấn, hắn nhìn trái nhìn phải, quả nhiên Tam Ca và đới lão đại đều không trở về, tiểu áo đoán chừng là Vinh Vinh và Hương Hương đưa về, tối hôm qua thật sự là uống quá nhiều. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lắc lư đi ra cửa, lại phát hiện tất cả mọi người đứng ở cửa vây thành một vòng, mà trung tâm vòng tròn rõ ràng là qua long nguyên soái. Có chuyện gì vậy? Sao thống chế Goron lại tới đây? Chẳng lẽ là Vũ Hồn Điện ngốc đầu trở lại, chiến tranh một lần nữa khai hỏa sao? Bất chấp đánh thức Oscar, Mã Hồng Tuấn vội vàng chạy tới, "Tam ca, đã xảy ra chuyện gì?" Đường Tam cau mày, điều này làm cho Mã Hồng Tuấn càng thêm lo lắng chẳng lẽ là thần cấp cường giả sao? Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy vẻ mặt này của Tam Ca. Mong nguyên soái giúp chúng ta chuyển đạt cảm tạ với bệ hạ, đường Tam biết nên làm như thế nào? Qua Long cùng đường Tam gật đầu thăm hỏi lẫn nhau sau đó cũng không dừng lại, lập tức trở về, dù sao gia lăng quan bên kia còn có rất nhiều chuyện cần hắn chủ trì đại cục đây. Tiểu Tam, cậu quyết định đi, chúng tôi đều nghe theo cậu. Giọng đới một bạch trầm thấp, rượu đêm qua quá mức cây độc u u đọc sách cho dù qua cả đêm cũng có thể nghe ra cổ họng có vài phần khàn khàn điều này làm cho toàn bộ tâm tình trở nên càng thêm sa sút trái tim mã hồng tuấn quả thực đều muốn vọt lên tận cổ họng hắn nắm chặt hai quyền chỉ chờ tam ca ra lệnh một tiếng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng xuất kích ha 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 ai u ta không được nhịn không được không biết là ai cười ra tiếng trước sau đó chính là tiếng cười liên tiếp đới mộc bạch vỗ bả vai mã hồng tuấn cười nghiêng tới ngửa lui mập mạp không nghĩ tới ngươi còn rất đáng yêu mã hồng tuấn đỏ mặt có chút ủy khuất hương hương ngươi xem bọn họ nhìn bộ dáng ngọc ngào lời nói vui vẻ của bạch trầm hương cơn tức vốn giả bộ cũng tiêu giảm hơn phân nữa. tam ca qua long nguyên soái đến tột cùng là làm cái gì a à? là bệ hạ phái qua long nguyên soái tới đưa cái này đường tam tây từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ thượng bôi qua một cái bình thường không có gì là túi vải rơi vào đường tam trên tay, nhưng Mã Hồng Tuấn rõ ràng có thể cảm nhận được trên túi kịch liệt hồn lực dao động, ngay cả chung quanh không khí tự hồ đều sinh ra ảnh hưởng. Đường tam gật đầu, Mã Hồng Tuấn cẩn thận suy nghĩ cũng đúng. Ngoại trừ hồn cốt nó tạm thời không nghĩ tới thứ gì có thể có lực lượng cường đại như vậy. Là lấy được hồn cốt từ vũ hồn điện cung phụng, tổng cộng 8 khối, bệ hạ phái qua long nguyên soái đưa tới cho ta lúc này oscar cũng tới vừa lúc nghe thấy những lời này của đường tam lập tức ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh ninh vinh vinh khoa trương nhìn đường tam tiểu tam thật không hổ là lam hạo vương xem bệ hạ coi trọng tiểu tam bao nhiêu a à? đường tam nghe oscar nói lại không nói gì hắn hiểu được tuyết băng làm như vậy đơn giản là muốn mình tiếp tục bảo vệ thiên đấu đế quốc không nói gì nữa ta đã là toàn bộ hồn cốt mấy khối này lát nữa ta đi điều tra xem chúng có thích hợp với mọi người hay không. Những người khác gật đầu, đối với đường Tam, bọn họ vẫn là hoàn toàn tín nhiệm. Chương 7 Hồn cốt hấp thu, 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Coi như là đường Tam đã nhìn quen thiên tài địa bảo, nhưng là tám khối hồn cốt đặt ở trước mắt, nói như thế nào cũng là có chút kích động. Hồn cốt của thất quái sử lai khắc lúc này là Đường Tam tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu thâm hải ma kình vương thân thể cốt thiên thanh ngưu mãn cánh tay phải cốt ti tan cự viên cánh tay trái cốt tạ ma hổ kình vương chân trái cốt làm ngân hoàng chân phải cốt bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu tiểu vũ nhu cốt mỹ thỏ cánh tay phải cốt tinh thần ngưng tụ chi mị hoặc đầu lâu học sọ gương ninh vinh vinh đầu lâu trí tuệ ảo cảnh đới mộc bạch xương đùi phải của cơn lốc cùng hóa thị huyết, xương cánh tay phải của ma hổ vương mắt trắng. Chu Trúc Thanh Cấp tốc đi về phía trước chi truy phong chân trái cốt, màu đen quỷ mị chân phải cốt. Mã Hồng Tuấn Bạo liệt thiêu đốt chi hỏa diễm cánh tay phải cốt, hỏa diễm anh chiêu tạ thối cốt. Hồn cốt có bao nhiêu khó có được, giới hồn sư đại khái ai cũng biết, bất quá bảy quái vật trước mắt bao gồm 17 khối, trước mắt lại thêm ra 8 khối, làm cho người ta không thể không cảm thán trình độ biến thái của đám người này. Đường Tam lấy ra tám khối hồn cốt, xếp thành một hàng, bày ra trước mắt mọi người. Trong đó tổng cộng có hai khối cánh tay trái cốt, một khối đầu hồn cốt, ba khối chân trái cốt, một khối cánh tay phải cốt, một khối thân thể hồn cốt. Đường Tam đưa cho Bạch Trầm Hương một khối xương đùi trái lấp lánh ánh sáng tím nhạt, tuy rằng khối hồn cốt này chỉ khoảng bốn vạn năm, nhưng là do nham thạch du cắt sản xuất, loại động vật nham thạch du cắt này ta đã thấy qua trong bút ký của phụ thân, là loài đặc hữu của biên giới tinh la đế quốc, kim đủ công kích, phòng ngự cùng tốc độ, đối với ngươi bây giờ mà nói là thích hợp nhất. Vũ hồn vũ yến đuôi nhọn của Bạch Trầm Hương tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng ở phương diện phòng ngự và công kích có thể nói là yếu đến đáng thương, nếu nàng gặp phải hồn sư hệ khống chế đẳng cấp cao, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ khả năng đảo ngược thế cục nào. Bạch Trầm Hương hai tay nâng hồn cốt có chút kích động, Nhìn Đường Tam một chút, lại nhìn Mã Hồng Tuấn, Tam ca, cái này thật sự là cho ta sao? Tuy nói thời gian 5 năm đã làm cho Thất Quái hoàn toàn tiếp nhận Bạch Trầm Hương, thế nhưng trong lòng nàng vẫn có chút ngăn cách, nàng sợ mình không xứng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Mã Hồng Tuấn đẩy bàn tay to, đem hồn cốt đẩy vào trong lòng Bạch Trầm Hương, tùy ý khoác tay, Tam ca, ta thay Hương Hương cảm ơn ngươi a. À. Oscar cũng ồn ào theo, ngươi dựa vào cái gì thay a? À? Ngươi là người thế nào của Hương Hương a? À? Ta đương nhiên là nam nhân tương lai của Hương Hương. Bạch Trầm Hương hung ác đánh Mã Hồng Tuấn một cái, rồi lại há miệng tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn ngươi. Đường Tam lại cầm lấy khối hồn cốt thân thể kia, phía trên tràn ngập lực lượng biển lớn mãnh liệt, cùng hồn cốt hồn lực trên người mình gần giống. Mười vạn năm hồn thú chỉ có thể gặp không thể cầu, chín vạn năm cũng là long phượng sừng lân. Cho dù Đường Tam truyền thừa hải thần vị vẫn là giật mình nho nhỏ vài phần. a, à, thật không hổ là võ hồn điện, ngay cả chín vạn năm hồn thú cũng có thể săn giết. Mẹ, Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh, người nào không phải là bút tích của võ hồn điện? Một bạch, cái này cho ngươi. Thâm hải hổ sa công kích cực kỳ sắc bén mau lẹ, ngay cả tiểu bạch cũng không dám tùy tiện cùng hắn cứng đối cứng, huống hồ hồn cốt niên đại này đã cao tới chín vạn năm, đối với ngươi tuyệt đối rất có ích lợi đới mộc bạch cũng không khách khí hướng về phía đường tam gật gật đầu liền nhận lấy cùng chu trúc thanh nhìn nhau cười một cái đường tam cầm khối xương cánh tay phải kia có chút khó xử nhìn về phía ninh vinh vinh tam ca ngươi cứ nói thẳng đi làm bạn nhiều năm đã sớm làm cho sự lai khắc thất quái dưỡng thành ăn ý tuyệt diệu khối hồn cốt này là đến từ một con huyễn nguyệt thỏ sáu vạn năm huyễn nguyệt thỏ nghe thấy cái tên này tiểu vũ vẻ mặt ngẩn ra cứng trắng muốn tính Huyễn Nguyệt Thỏ cùng Tiểu Vũ khả năng còn có quan hệ thân thích. Ta khi còn bé nghe mụ mụ nói qua, Huyễn Nguyệt Thỏ là một loại số lượng thập phần thư thất hồn thú, năng lực của bọn họ chính là trí huyễn, có thể trong nháy mắt làm đối thủ bị lạc ở hắn chế tạo ảo cảnh bên trong, cho dù là so với hắn mạnh hơn đối thủ, cũng sẽ bị ảo cảnh hạn chế, vì chạy trốn hoặc phản công lưu lại thời gian. Nhưng ảo cảnh của Huyễn Nguyệt Thỏ lại lợi hại như vậy, tại sao số lượng lại thư thất như vậy? Oscar mở miệng hỏi, vừa rồi vẻ mặt đường Tam và Tiểu Vũ đều nói cho hắn biết sự tình cũng không đơn giản như vậy. Số lượng thư thất là bởi vì huyễn Nguyệt Thỏ nếu là muốn chế tạo ra có thể mê hoặc đối thủ huyễn cảnh, nhất định phải chính mình xâm nhập trong huyễn cảnh, không ít huyễn Nguyệt Thỏ như vậy bị lạc, cuối cùng tinh thần sụp đổ mà chết. Hơn nữa vinh vinh ngươi là khí vũ hồn, tùy tiện hấp thu thú vũ hồn cốt có thể sẽ đối với thân thể của ngươi có ảnh hưởng, dù sao ngươi cùng ca tình huống lại có chút bất đồng. Tố chất thân thể của Ninh Vinh Vinh vẫn là kém cỏi nhất trong bảy quái sử lai khắc, lúc trước xuyên qua hải thần quan vẫn là đường tam cổng nàng lên. Dù cho hiện tại đã trở thành phong hào đấu la, tố chất thân thể của nàng và mọi người vẫn kém nhau không ít. Từng chữ của tiểu vũ đều nặng nề đánh vào trong lòng Oscar, nhưng cô phải nói rõ ràng, chỉ có nói rõ ràng trước mọi chuyện có thể xảy ra, UU đọc sách www.ukansu.net mới là sự bảo vệ tốt nhất đối với Ninh Vinh Vinh. Oscar xoay người nhìn Ninh Vinh Vinh, tay trái đột phá chế trụ cổ tay của nàng, rất chặt. Tam ca, cho em đi. Vinh Vinh, anh thật sự nghĩ kỹ chưa, Trúc Thanh, yên tâm đi. Ninh Vinh Vinh nhìn thẳng ánh mắt đường Tam, ánh mắt kiên định, đường Tam cúi đầu nở nụ cười, đem xương cánh tay phải huyển nguyệt thỏ đưa qua, là mình nghĩ sai rồi, vinh vinh hiện tại đã không phải là tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông lúc trước nàng có trách nhiệm có năng lực càng là tông chủ chưa tới của cửu bảo lưu ly tông vinh vinh nếu là có vấn đề gì nhất định phải nói cho chúng ta biết chúng ta đều sẽ giúp ngươi biết không qua long nguyên soái đưa tới tám khối hồn cốt chỉ có ba khối này thích hợp nằm khối khác tuy rằng niên đại cũng không tệ nhưng thật đáng tiếc cũng không phải hồn cốt bọn họ cần nhất mọi người cũng đều thấy rất rõ ràng loại chuyện này a à gấp không được gấp cũng vô dụng năm khối này ta thu lại trước chờ sau khi chúng ta trở về ta giao lại cho bệ hạ xem hắn an bại như thế nào hồn cốt lựa chọn xong mọi người đều tự trở về phòng hấp thu hồn cốt ba người khác hộ pháp cho người yêu đường tam thì lôi kéo tiểu vũ lặng lẽ ra cửa ca chúng ta đi làm gì đường tam nhìn về phía tiểu vũ bên cạnh trong mắt tràn đầy nhu tình cùng yêu ý, một bạch bọn họ hấp thu hồn cốt cần một đoạn thời gian, ta muốn dẫn ngươi về tinh đấu đại xâm lâm, ta muốn cho ngươi gặp bọn họ. Tiểu vũ tự nhiên hiểu được ý tứ của đường tam, nghe thấy hai chữ bọn họ, hốc mắt tiểu vũ lập tức đỏ lên, hai tay cũng có chút run rẩy. ca, chúng ta đi mau đi mau đi thôi. Ta muốn gặp bọn họ. Đường tam ôm lấy tiểu vũ, phát động kỹ năng phi hành, không quá một nén nhang liền chạy tới tinh đấu đại xâm lâm vài năm trôi qua, nơi này vẫn giống như trước kia, chỉ bất quá lại tới nơi này, sớm đã là cảnh con người mất. Chương 08 Đã lâu không gặp, Đại Minh Hai Minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Từ khi đường Tam ở chỗ này đồng thời thu thập ba con thiên quân nghĩ hoàng hậu, nơi này không còn bất kỳ hồn thú nào dám mơ ước. Tiểu Vũ đi tới bên hồ, ánh mặt trời khúc xạ trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăng tựa như trời xanh rải xuống một nắm kim cương thân ảnh tiểu vũ phản chiếu trong nước, giai nhân vốn tuyệt sắc mặt mày tràn đầy buồn bã mất mát cùng cảm giác bi thương. Ca, ngươi biết không, ta cùng đại minh nhị minh cùng nhau sinh hoạt mười vạn năm, từ khi mụ mụ bị võ hồng điện sát hại về sau, là bọn hắn vẫn khuyên bảo an ủi làm bạn với ta, đối với ta mà nói bọn hắn cũng là người nhà của ta a. À. Đường Tam đứng ở phía sau tiểu vũ, đưa tay khoác ở trên bả vai của nàng, lúc này hắn nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì, Đại Minh Nhị Minh dùng hết khí lực cuối cùng hiến tế cho mình, cho dù chỉ bởi vì như thế, Đường Tam cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Được rồi, Tiểu Vũ đừng khóc, Đại Minh Nhị Minh nhìn thấy ngươi như vậy sẽ khổ sở. Đường Tam thúc dục hải thần lực, rót vào hai bên cánh tay cốt bên trong. Hai khối hồn cốt tán ra hào quang chói mắt, sau đó ở phía trên hồn cốt hiện lên hai đạo hư ảnh, chính là Titan cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu mãn nhìn hai bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng tiểu vũ lại nhìn không được khóc lên trong miệng vẫn nhắc tới đại minh nhị minh vốn muốn cùng bọn họ tán gẫu rất nhiều tỉ như mình sống lại vũ hồn điện bị tiêu diệt ca kế thừa thần vị hải thần còn có rất nhiều rất nhiều lời đều muốn nói giống như bọn họ nhưng khi tiểu vũ nhìn thấy bọn họ liền xuất hiện ở trước mắt mình ngoại trừ tên của bọn họ rốt cuộc nói không ra lời nào khác đại minh nhị minh tiểu vũ khóc lóc chạy lên phía trước đưa tay muốn ông lấy bọn họ nhưng chỉ bắt được một đoàn sương mù tay nàng run rẩy tầm mắt làm thế nào cũng không chịu rời khỏi người bọn họ tiểu vũ thật cao hứng lại gặp được ngươi ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy thanh âm đại minh có chút khàn ngoại trừ nhị minh cùng tiểu vũ ở ngoài hắn thật sự rất ít nói chuyện có lẽ toàn bộ sự dịu dàng của anh đều dành cho tiểu vũ đại minh nhị minh đã lâu không gặp tiểu vũ lau khô nước mắt một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào cô tự nhận mình đã ở bên cạnh nhân loại đủ lâu hơn nữa từng đi học hiểu rõ tình cảm nhưng lần đầu tiên cô phát hiện thì ra ngôn ngữ của mình lại thiếu thốn như vậy ngoại trừ một câu đã lâu không gặp cái gì cũng nói không nên lời đường tam ta cùng đại ca không nhìn lầm ngươi ngươi quả nhiên sống lại tiểu vũ đường tam mặt mang cảm kích nếu như không phải bọn hắn hiến tế chính mình cũng sẽ không lại trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá mà hồn cốt bọn hắn giao cho hồn kỹ càng là nhiều lần trợ giúp chính mình biến nguy thành an. Hai vị huynh trưởng, phục sinh tiểu vũ, tiêu diệt võ hồn điện, đáp ứng các ngươi sự tình ta đều làm được, hôm nay ta đã truyền thừa hải thần vị, ta hứa hẹn các ngươi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh các huynh trưởng. Đường Tam, đem chúng ta thu hồi đi, hiện tại linh hồn của chúng ta vẫn là quá yếu, không thể thời gian dài ở lại bên ngoài hơn nữa ngươi cũng không nên tùy tiện đem hải thần lực truyền tống cho chúng ta, lấy hải thần lực lượng cường hoành, ta cùng nhị minh hiện tại là không chịu nổi. Tiểu vũ tiến lên vài bước, cuối người đem mặt áp sát hai đạo hư ảnh, đại minh nhị minh, các ngươi phải trở về sao? Tiểu vũ, tiểu vũ luyến tiếc các ngươi. Nhị minh giơ tay lên ý đồ vì tiểu vũ lau đi nước mắt trên mặt, tiểu vũ không khóc, thấy ngươi thật tốt, chúng ta an tâm, hơn nữa đường tam đã thành thần, chúng ta còn sợ không có ngày gặp lại sao? Nói xong câu này, ánh mắt nhị minh liền trở nên ảm đạm, phản phất như tiểu vũ lúc trước mất đi linh hồn. Đường tam thu hồi hải thần lực đi, chúng ta đi về trước, ngươi chiếu cố tốt tiểu vũ. Đường tam rút về hải thần lực, quan mang trên hồn cốt biến mất, chung quanh hết thảy trở lại bình tĩnh. Ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta cùng đại minh nhị minh đã cùng nhau sinh hoạt mười vạn năm, chúng ta vô luận làm cái gì đều cùng một chỗ. Đường Tam sờ sờ tóc tiểu vũ, nhẹ giọng an ủi nàng, ta hiểu được, tự như sự lai khắc thất quái chúng ta. Tiểu vũ, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh đại minh nhị minh, ta nhất định sẽ cho các ngươi đoàn tụ. Đường Tam đôi mắt trong suốt, trong đó kiên định có thể thấy được rõ ràng, lời hắn nói đều sẽ nhất nhất thực hiện. Hai người dựa sát vào bên hồ, cứ như vậy lặng lặng ngồi, từ ban ngày ngồi đến ban đêm. Nếu là có thể một mực dừng lại ở hiện tại, đường tam cũng nguyện ý, chỉ cần tiểu vũ một mực bồi ở bên người, thế nào cũng tốt. Ca, ngươi hôn ta một cái được không? Tiểu vũ đột nhiên mở miệng với đường tam, giữa bọn họ chưa bao giờ cần che giấu. Đường tam nâng mặt tiểu vũ đón lấy môi anh đào của nàng, nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác kia giống như là đối mặt với một phần trân bảo hy thế một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống giữa cánh môi hai người, mặn mặn. Nhìn sắc mặt tiểu vũ đã ứng hồng, đường tam lưu luyến rời khỏi nàng, rồi lại chưa từ bỏ ý định, đột nhiên cúi đầu mời hôn một cái. Ông tiểu vũ, vào giờ khắc này, nội tâm đường tam là thỏa mãn trước nay chưa từng có. Gió đêm chợt nổi lên, trước mặt đưa tới hương hoa cùng hồ nước mát mẻ, từ trong bụi cây đột nhiên xuất hiện hào quang lốm đốm vây quanh hai người, u u đọc sách. Đây là ca khúc ca ngợi tinh đấu đại xâm lâm tặng cho hai người. Trong tinh đấu đại xâm lâm, hai người trước hoa dưới trăng, một mảnh ấm áp lãng mạn mà ba người hấp thu hồn cốt trong học viện sử lai khắc lại không thoải mái như vậy. Đái một bạch ngồi ở trên đất trống bên ngoài, toàn bộ nửa người trên là trạng thái trần trụi, nguyên bản áo bào màu trắng đã bị cơ bắp đột nhiên nhô lên chống phá. Ánh mắt đã biến thành tạ mâu, hồn hoàng thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên người sáng lên. Bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến, bạch hổ chân thân toàn bộ phụ gia. Nguyên bản mái tóc màu vàng biến thành màu trắng, trên trán sáng chói chữ vương hiển lộ khí phách uy nghiêm của võ hồn hắn, sau lưng một đạo hư ảnh bạch hổ cao 3 mét xuất hiện, trong nháy mắt kéo tất cả không khí chung quanh tụ tập về phía đới mộc bạch. Chu Trúc Thanh ở trên cây nhìn chăm chú vào tình huống của đới mộc bạch. Khối hồn cốt hồn lực cùng oán khí này đều rất lớn, không có biện pháp dựa theo hồn cốt bình thường hấp thu quá trình vận hành chỉ có thể cứng rắn kháng cự oán khí công kích thẳng đến hồn cốt bên trong oán khí hoàn toàn tiêu tán mới có thể bị hấp thu mộc bạch vừa lên đã thi triển toàn bộ kỹ năng tăng phúc đây là dự định cứng đối cứng sao chu trúc thanh nhíu mày trong mắt nàng tuần tự tiến hành mới là tốt nhưng đới mộc bạch lại dự định ngay từ đầu liền chính diện nên đón toàn bộ oán khí đây rõ ràng là đang đánh cược đánh cược bên nào hồn lực xuất dùng hết trước cô bất giác siết chặt nắm tay, tầm mắt không dám rời khỏi người đới mộc bạch. Khóe miệng đới mộc bạch nhếch lên, mang theo khí phách không gì sánh kịp, hắn làm sao có thể không rõ chu Trúc Thanh lo lắng. Hắn sợ dĩ làm như vậy là bởi vì đường Tam đã từng cùng hắn nói qua, đối với oán khí cực lớn hồn thú mà nói, chỉ có chính diện giao phong mới có thể bảo đảm lưu lại toàn bộ hồn lực của đối phương, nếu là một đầu chín vạn năm hồn thú sản xuất hồn cốt, hơn nữa ngay cả tiểu Tam cũng khiếp sợ vài phần chính mình thế nào cũng không thể buông tha cho hắn bất kỳ một chút hồn lực nào không phải sao. Chương không Hồn cốt hấp thu, ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đới một bạch phóng ra hồn lực, lao thẳng về phía hồn cốt trước mặt. Hồn cốt thân thể trôi nổi trên không trung bị lực trùng kích chấn động, lập tức cũng mãnh liệt lắc lư, quanh thân tản ra sương mù đen kịt, dần dần hội tụ thành một loại hình dáng hồn thú cá. Thân dài gần 10 mét, trên lưng sinh trưởng hơn 50 đạo vây lưng gai, đuôi cá rộng hơn 5 mét, ở trên không trung kịch liệt lay động, quán khí hiện lên hình sóng hướng chung quanh khuếch tán, sóng khí mênh mông thẳng tắp chống lại sóng ánh sáng của một bạch. Hai cổ lực lượng ngay từ đầu liền đối chọi gay gắt, Chu Trúc Thanh liên tiếp nhảy hơn 10 mét mới miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của hai người. Xem ra đây chính là thâm hải hổ sa. Quán khí này cũng không nhỏ đâu. Chu Trúc Thanh lẩm bẩm nói đường tam nói không sai thăm hải hổ sa công kích sắc bén ma hồn đại bạch sa mặc dù là bá chủ trong biển cũng không dám tùy tiện phát động công kích hơn nữa tập tính sinh hoạt của cá mập hổ biển sâu cũng không giống với các hải hồn thú khác bọn họ vì cạnh tranh sự ưu ái của cá mập hổ cái cá mập hổ biển sâu trưởng thành sẽ tiến hành quyết đấu cho đến khi một con trong đó hoàn toàn bị giết chết mới có thể dừng lại không khách khí mà nói cá mập hổ giống được trong tộc cá mập hổ biển sâu có thể nói thân kinh bách chiến hơn nữa công kích cường thế, không chết không thôi. Lúc trước vì bắt giết con cá mập hổ biển sâu chín vạn năm này, ngàn đạo lưu cùng sáu đại cung phụng dùng âm chiêu luyện tập vây ở trên đất liền, để cho hắn hít thở không thông mà chết, lúc này mới có cơ hội lợi dụng. Mặc dù hồn thú trên đấu la đại lục có thể trải qua tu luyện để bù đắp một ít thiếu sót của bản thân, nhưng vấn đề tiên thiên không có biện pháp cải thiện, ví dụ như hải hồn thú trên đất liền nhất định sẽ thu được hạn chế. Chu Trúc Thanh nhìn về phía đới Mộc Bạch, ngoại trừ trên trán có chút mồ hôi ra hình như cũng không có vấn đề gì lớn, nàng cũng yên tâm không ít. Nhưng tình huống thật sự của đới Mộc Bạch cũng không tốt lắm. Hắn không nghĩ tới oán khí của hổ sa này lại sinh ra vài phần trí tuệ, thừa dịp đại lượng oán khí bị đới Mộc Bạch đứng vững, một phần nhỏ theo khe hở hộ thân của Bạch Hổ trực tiếp chảy vào thân thể đới Mộc Bạch, mưu toan khống chế thân thể hắn, đuổi linh hồn ra ngoài động tác trên tay đới một bạch không dám thả lỏng chút nào, hắn thúc giục xương cánh tay phải ma hổ vương mắt trắng, thoáng chốc từ mi tâm tản mát ra bạch quan chói mắt, trong nháy mắt trung hòa oán khí đen nhánh, kỹ năng hồn cốt phát động, tinh thần lực đề cao 50% trạng thái toàn thịnh, oán khí này muốn cướp đoạt thân thể của mình. A, à, cũng phải xem hắn đới một bạch có đáp ứng hay không. Chu Trúc Thanh dừng ở trên cây nhìn động tác của đới một bạch, không khỏi siết chặt hai tay. Một bạch, trên trán đới mộc bạch bắt đầu xuất hiện mồ hôi tỉ mỉ nhưng hồn lực phát ra vẫn khổng lồ như trước tự hồ hoàn toàn không có điểm cuối thân thể của hắn vốn mạnh mẽ vô cùng lại liên tiếp mở nhiều kỹ năng tăng phúc như vậy đối phương tuy rằng oán khí trắc nhiên chính mình cũng chỉ cần phòng ngự tiêu hao là tốt rồi ngay khi chu trúc thanh cho rằng sự tình thuận lợi tiến hành đới mộc bạch đột nhiên quát to một tiếng vũ hồn bạch hổ phía sau cũng bắt đầu bị oán khí màu đen cuốn quanh bởi vì lúc vũ hồn điện bắt dết thâm hải hổ sa này chính là có chủ ý tiêu hao nó đới mộc bạch tiêu hao như vậy vừa vặn gợi lên hồi ức không phải rất vui vẻ của nó ý nghĩ vốn chỉ là muốn cùng hắn chơi đùa còn muốn lưu lại một tên trong nháy mắt bị sát ý quyết tuyệt thay thế nhân loại thật sự là quá giảo hoạt quán khí màu đen kia phản phất như một đôi bàn tay to vô hình gắt gao vỗ vào ngực đới mộc bạch đè hắn không thở nổi đuôi cá mập hổ biển sâu sông thẳng lên trên nhẹ nhàng lắc lư vài phần đúng là có vài phần đắc ý đến đây đi nhân loại buông tha linh hồn của ngươi dần hiến ra thân thể của ngươi ta sẽ hảo hảo mà thay ngươi sống sót đái mộc bạch tinh thần bên trong không ngừng quanh quẩn những lời này nương theo kiệt 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 bén nhọn tiếng cười thanh âm kia tuy rằng khó nghe chói tai nhưng lại có lực hấp dẫn câu nhân tâm phách làm cho người ta không tự chủ được dĩ nhiên muốn thần phục đới mộc bạch không nghĩ tới hắn vốn tưởng rằng cá mập hổ biển sâu chỉ là lực công kích siêu cường không nghĩ tới còn có ưu thế mê hoặc lòng người mèo mèo một tiếng mèo kêu thanh thúy lãnh liệt xuyên phá bạch hổ hộ thân chướng vọt thẳng vào trong tai đới mộc bạch làm cho tinh thần có chút tan rã của hắn trong nháy mắt thanh tĩnh trúc thanh đúng vậy trúc thanh còn ở bên ngoài mình không thể cứ như vậy bị đánh bại như vậy làm sao làm nam nhân hoàng mỹ nhất trong lòng trúc thanh đã nói vĩnh viễn bảo vệ nàng sao có thể bị một con cá mập hổ nho nhỏ như vậy đánh ngã nghĩ tới đây nội tâm đới mộc bạch thanh minh hoàn toàn bị bóng dáng chu trúc thanh lấp đầy hôm nay nàng chính là tất cả động lực của mình đến đây đi xem chúng ta ai có thể hao tổn qua ai đới mộc bạch cũng không để ý oán khí tại trên người mình làm chút gì khác máu cuồng hóa chi cân lóc xương đùi phải phát động trăm phần trăm tăng lên công kích phòng ngự cùng tốc độ nếu con cá kia muốn liều mạng với mình thì đến đây đi trong nháy mắt thì huyết cuồng hóa phát động hai mắt đới một bạch đỏ tươi, vì một lần đánh tan đối phương, hắn không tiếc tạm thời vứt bỏ thần trí của mình, chỉ vì có thể trong thời gian ngắn hội tụ lực lượng lớn nhất. Chu Trúc Thanh nắm chặt thân cây, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, nhìn thẳng về phía đới một bạch. Đột nhiên cành cây bên cạnh trầm xuống, một bàn tay ấm áp khoát lên người cô. Trúc Thanh Tiểu Vũ, Tam Ca Đường Tam nhìn về phía đới một bạch phía dưới, sắc mặt mang theo một tia mỉm cười, Trúc Thanh ngươi đừng lo lắng, Mộc Bạch sắp thành công. Hơn nữa, lúc này đây hắn nhất định sẽ đạt được kỹ năng không tồi. Đường Tam vung tay trái lên, một cổ thần lực màu lam kim rót vào hồn cốt, mạnh mẽ đem ngọn nguồn oán khí xua tan. Có đường Tam trợ giúp, đới Mộc Bạch rất nhanh liền thành công tiêu diệt toàn bộ oán khí, thu hồi hồn lực, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Trúc Thanh, ngươi đi cùng Mộc Bạch đi, ta lại đi thăm hương hương. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ra hiệu cho nhau, u u đọc sách sau đó theo đường tam rời đi. Chu Trúc Thanh ngồi ở bên cạnh đới mộc bạch, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên người nàng, làm cho dung nhan vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng nhiều hơn vài phần nhu hòa, nàng không phát hiện chính là vầng trăng vốn có chút mờ mịt đột nhiên nhộn nhạo gần sóng màu tím vàng, dừng lại ở phương hướng Chu Trúc Thanh thật lâu, chẳng qua tầm mắt Chu Trúc Thanh một mực ở trên người đới mộc bạch, cũng không có phát hiện mà thôi. Không biết qua bao lâu, lâu đến khi mặt trăng đã bị tầng mây che đậy chậm rãi rơi xuống lâu đến phương đông tia nắng đầu tiên chiếu lên bản hiệu của học viện sử lai khắc đới một bạch trốt cục mở hai mắt ra hắn kéo chu trúc thanh hung hăng tàn sát bừa bãi môi của nàng nữ nhân này hắn thật sự rất yêu khi còn bé lần đầu gặp mặt cũng đã định ra hứa hẹn cả đời chờ một chút ngươi trước nói cho ta biết ngươi đạt được kỹ năng gì trúc thanh chuyện này không thể ngày mai nói sao nói xong Đới Mộc Bạch lại muốn lấn người đè qua, chu trúc thanh chóng đỡ lòng ngực hắn, chỉ chỉ kim quan phương đông, ngươi xem đã là ngày mai, nói đi. Đới Mộc Bạch bất đắc dĩ cười cười, quên đi, sau này có rất nhiều cơ hội. Nhờ có ngươi và Tiểu Tam, hồn lực của ta đã đạt tới cấp 96, thiếu chút nữa là có thể trùng kích cấp 97. U, đới lão đại có thể A, à, trong phòng bên cạnh, Oscar dắt ninh vinh vinh đi ra, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười chân thành. Mộc Bạch, chúc mừng ngươi, nói vậy kỹ năng thâm hải hổ sa này mang đến không tệ đi. Đới Mộc Bạch bước nhanh tới bên cạnh đường Tam, cho hắn một cái ôm thật to. Tiểu Tam cảm ơn cậu. Giữa chúng ta cũng không cần phải nói cái này, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn Trúc Thanh đi, may mà có cô ấy. Ninh Vinh Vinh che miệng cười trộm, ha ha, nghĩ đến đới lão đại sẽ hảo hảo cảm ơn Trúc Thanh. Nghe xong lời của mọi người khuôn mặt trắng nõn của Chu Trúc Thanh cũng có thêm hai cục đỏ ửng. Tốt lắm, ngươi mau nói kỹ năng của ngươi đi, đừng nói bừa. Chương 10 Cùng thú lĩnh vực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đúng vậy, Mộc Bạch, ngươi nói mau đi, muốn cùng Trúc Thanh hôn ta một cái, chờ trở lại phòng cũng kịp. Đường Tam nhịn cười liếc về phía đới Mộc Bạch, từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một bộ quần áo đưa cho hắn. Đúng vậy, đới lão đại, ngươi và Trúc Thanh cũng đừng ân ái trước mặt chúng ta. Điều này làm cho huynh đệ ta hâm mộ. Oscar nhìn về phía giai nhân bên cạnh, hắn kỳ thật đã sớm muốn đối đãi với Ninh Vinh Vinh giống như đới mộc bạch đối đãi với Chu Trúc Thanh, nhưng hai người còn chưa cử hành hôn lễ, Oscar luôn cảm thấy không thể tùy tiện như vậy, cửu bảo Lưu Ly Tông hiện tại lại là bách phế đại hưng, kiếm đấu la cùng cốt đấu la hiếu kỳ chưa qua, hơn nữa bọn họ vì phục sinh đường tam mà sử dụng thần quan phục sinh chính màu làm cho bọn họ trong vòng một năm không có hồn lực, vô luận hắn hy vọng hôn lễ có thể. Nhanh đến cỡ nào, hiện tại cũng tuyệt đối không phải là một thời cơ tốt. Ninh Vinh Vinh thấy thần sắc Oscar có chút bất đắc dĩ, nội tâm cũng không có tư vị. Nàng làm sao không muốn cùng tiểu áo sớm ngày tu thành chính quả. Nhưng trước mắt thật sự không được. Nàng ra vẻ thoải mái kéo cánh tay Chu Trúc Thanh, giả bộ tức giận nhìn về phía Oscar, trên khuôn mặt xinh đẹp ngược lại tăng thêm vài phần sức sống. Mấy đại nam nhân các ngươi đừng có nói mát, đới lão đại mau triển lãm hồn kỹ đi. Tốt, khí tức quanh thân đới một bạch lóe lên, hồn lực cả người nhanh chóng bốc lên, hai tay làm hỗ trảo, hai tay ở giữa không trung vẽ một chữ sát. Từ chính giữa sát tự đột nhiên mở ra một tầng hào quang màu vàng, đem sáu người ở đây súng lại bên trong. Đường tam đôi mắt sáng ngời, lĩnh vực dĩ nhiên là lĩnh vực. Không sai, đây mới là nguyên nhân ta muốn cảm tạ ngươi, khối hồn cốt thân thể chín vạn năm này không chỉ làm cho hồn lực của ta tăng lên tới cấp 96, mà còn mang đến một lĩnh vực. Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Ninh Vinh Vinh Kinh hô hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sắc mặt Chu Trúc Thanh trắng bệt, thân thể có chút sụi lơ ngã trên người Ninh Vinh Vinh, tình huống tương tự cũng xuất hiện trên người Tiểu Vũ chỉ bất quá phản ứng của tiểu vũ không có mãnh liệt như vậy mà thôi. Đới Mộc Bạch tiếp nhận Chu Trúc Thanh, để cho nàng dựa vào trong lòng mình, tay trái vung lên, thu hồi lĩnh vực, cao giọng nói, đây là lĩnh vực cùng thú của ta, tất cả thú vũ hồn đẳng cấp thấp hơn ta, tất cả thuộc tính giảm xuống 60%, cùng đẳng cấp và đẳng cấp với ta, tất cả thuộc tính giảm xuống 40%. Cái này cũng quá biến thái đi. Oscar nhìn không được chửi tục, nói như vậy một khi thú vũ hồn sư tiến vào lĩnh vực cùng thú của đới mộc bạch, trên cơ bản hoàn toàn biến thành lò mổ của một mình hắn. Hiện nay cả đại lục có mấy người có thể so sánh với thiên phú của sự lai khắc thất quái đây? Mộc bạch, năng lực lĩnh vực này thật sự là quá tốt. Đường tam tiến lên một bước, cảm thấy cao hứng cho đới mộc bạch, đồng thời cũng có chút nghi vấn, cho dù thâm hải hổ sa sẽ sinh ra áp chế đối với hải hồn thú, nhưng cũng không đến mức tạo thành ảnh hưởng đối với tất cả thú vũ hồn a à. đới mộc bạch gật đầu đúng vậy vấn đề này tôi cũng từng hoài nghi nhưng oán khí kia đúng là do bản thể cá mập hổ biển sâu sinh ra có điều nó đã sinh ra trí tuệ tôi thậm chí có thể nghe được thanh âm của nó nếu muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phỏng chừng còn phải đi hỏi đám người vũ hồn điện hương hương thế nào mập mạp thật đúng là dụng tâm lương khổ lục quái trong lòng đều hiểu Mã Hồng tuấn từ khi nhìn thấy Bạch Trầm Hương lần đầu tiên, đáy lòng đã không còn chỗ cho bất luận kẻ nào khác. Yên tâm đi, Hương Hương bên kia không có vấn đề gì, trải qua Hải Thần chi quan rèn luyện, tổ chức thân thể của nàng tốt hơn rất nhiều, khối hồn cốt kia vô luận là niên đại hay là thuộc tính đều thập phần thích hợp nàng, huống chi có mập mạp ở bên cạnh hộ pháp, căn bản là không có đất dụng võ của ta a. À. Đường Tam cười nhún vai. Các huynh đệ, đợi sau khi hồn cốt của Hương Hương hấp thu xong, chúng ta sẽ lên đường đi hải thần đảo nghe đường tam nói mọi người đều gật đầu phụ họa đúng vậy hải thần đảo mới là mục tiêu cuối cùng của lần này trong phòng bạch trầm hương toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt lấy nàng trước mắt đẳng cấp đến xem bốn vạn năm hồn cốt vẫn là có chút miễn cưỡng nếu không phải mã hồng tuấn một mực ở ngoài cửa bảo vệ chỉ sợ nàng cũng không biết bị hồn cốt lực lượng bắn ra bao nhiêu lần hai tay nàng gắt gao nắm chặt Móng tay cơ hồ khảm vào trong da thịt, nàng hung hăng cắn môi dưới của mình, ý đồ dùng mùi máu tươi để kích thích mình không nên bị lực lượng hồn cốt chấn ngất đi. Nội tâm của nàng tràn ngập không cam lòng, nếu là sự lai khắc thất quái bất kỳ người nào đối mặt bốn vạn năm hồn cốt cũng sẽ không phải là nàng hiện tại bộ dáng chật vật này. Nếu nàng đã cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nhất định phải trở thành người có tư cách đứng ở bên cạnh bọn họ trong đầu không ngừng hồi tưởng tại hải thần đảo nhìn thấy mọi người hấp thu thần tứ hồn hoàng lúc tràn diện có lúc nào không phải gần như sụp đổ mới đổi lấy chính mình muốn hết thảy hương hương kiên trì ngươi có thể thanh âm mã hồng tuấn từ ngoài cửa truyền đến cái kia màu đỏ thân ảnh từ trong bảy người dần dần phóng đại chiếm cứ bạch trầm hương toàn bộ tâm thần ngọn lửa rực rỡ như ánh mặt trời cửu thủ hỏa phượng ngạo thì tất cả phi cầm còn có hắn mặc quần áo màu đỏ luôn mỉm cười nhìn về phía mình Vô luận như thế nào mình cũng xứng đôi với hắn. Hắn đã trở thành phong hào đấu la, chẳng lẽ mình còn kém hắn sao? Nghĩ tới đây, Bạch Trầm Hương toàn thân đều dấy lên ý chí chiến đấu, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể đánh bại Mã Hồng Tuấn, một ngày nào đó nàng muốn cho những người cười nhạo mình, u u đọc sách nói mình không xứng cùng Sử Lai Khắc thất quái đứng chung một chỗ hoàn toàn câm miệng. Ánh sáng màu tím nhạt dần dần tiêu tán, trở về bình tĩnh hồn lực phượng hoàng bao quanh ký túc xá cũng bị thu hồi, đám người đường tam đứng chờ bên ngoài biết hương hương đã thành công. Bạch Trầm Hương mở cửa, nên đón đôi mắt sáng ngời kia, Mã Hồng Tuấn Giang hai tay cũng không để ý Bạch Trầm Hương có dãy dụa hay không, gắt gao ông nàng vào trong ngực, Hương Hương chúc mừng ngươi, có được khối hồn cốt đầu tiên của ngươi. Bạch Trầm Hương ngoài ý muốn không đánh chửi hắn, lặng lặng tựa vào trong lòng hắn, cảm giác này vẫn rất thoải mái. Hương Hương, Chúc mừng con, người Oscar chưa tới, tiếng đã tới trước, bạch trầm hương bị dọa đẩy mã hồng tuấn ra, dưới chân hắn lão đảo một cái, trực tiếp ngã vào trong ngực đới một bạch vừa mới quẹo vào. Ánh mắt mọi người đều đảo quanh trên người hai người, xem ra tiếng vào không đúng lúc A. À. Ta hiện tại đã cấp 62, tam ca cám ơn ngươi. Không có việc gì, xem ra khối hồn cốt này hiệu quả so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Hương hương đợi đến hải thần đảo, tìm thời gian hảo hảo tu luyện một chút nói không chừng hồn lực của ngươi còn có thể đề cao nữa biết rồi tam ca tiểu áo ngươi dự trữ ruột nấm đã ăn hết rồi đi oscar gật gật đầu hiện tại không có hồn lực hắn chỉ là một người bình thường mà thôi nếu gặp phải địch nhân cường đại chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không có mấy người có thể đánh thắng được tiểu tam cùng thất quái bọn họ điểm ấy ta đã nghĩ qua nếu không có ruột nấm không bằng chúng ta ngồi thuyền đi thôi, giống như lần đầu tiên đi, còn có thể thuận tiện đi xem các tường và tử Trân Châu. Thời điểm nói đến tử Trân Châu, đới Mộc Bạch, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn đều nhìn không được cười, ai không biết huynh đệ bọn họ mị lực thật lớn, tử Trân Châu đều bị công lược. Bất quá, đường Tam chỉ là gắt gao ông Tiểu Vũ, lúc này đây hắn muốn hướng tử Trân Châu chứng minh hắn đem nàng bảo hộ rất tốt.